việc siêu độ trong nhà Phật có lý luận của nó. Nếu không hiểu lý luận, cứ tưởng là niệm vài cuốn kinh thì có thể siêu độ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Có nhiều người tạo tội nghiệp trong thế gian, đến phút cuối tự mình cũng lo sợ, đi kiếm vài vị pháp sư đến tụng kinh tiêu tai cầu siêu, siêu độ chẳng nổi, chẳng có hiệu quả. Nhưng nói chung, có làm việc tốt hơn là không làm. Vẫn còn biết kiếm vài vị sư tụng kinh hồi hướng, vẫn còn biết mình có tội. Nhưng phải biết hiệu lực của cách làm trên hình thức như vậy rất là kém, chẳng giúp được gì, chỉ có thể nói là trồng một chút thiện căn mà thôi, không có hiệu quả. Phải làm như cô thánh nữ này mới có hiệu quả. Do đó, nếu người con hiếu muốn siêu độ cho cha mẹ, quá khứ hoặc thân bằng quyến thuộc thì phải hiểu đạo lý này. Thỉnh pháp sư tụng kinh siêu độ thì chính mình phải tham dự vào buổi tụng kinh. Tại sao vậy? Vì mình không quen thuộc nghi thức, không biết tụng, nên phải tụng theo pháp sư. Ai siêu độ, tự mình siêu độ. Pháp sư chỉ là người trợ duyên, hướng dẫn bạn làm việc này. Tự bạn phải chân tâm sám hối, phải khế nạp cảnh giới. Được vậy thì người mà bạn muốn siêu độ mới được độ, thật sự có phước. Nếu hoàn toàn giao việc siêu độ này cho các vị pháp sư, còn mình thì ở đó xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, như vậy chẳng có tác dụng gì hết, chẳng có cảm ứng gì hết. Thậm chí lúc tôi vừa mới học Phật, chưa xuất gia, cũng chưa quy y, chỉ vừa tiếp xúc đến Phật Pháp, có một hôm đi chơi, đến chùa chơi. Ngay lúc ấy trong chùa đang làm Phật sự, đại khái là siêu độ cho cha mẹ của một ông nọ. Pháp sư ở bên ngoài tụng kinh, người nhà ở phía trong cười giỡn, vui vẻ đánh bài tứ sách. Tôi nhìn thấy thì chẳng ra gì, giống cái gì? Giống như cha mẹ chết đi rất tốt, cả nhà rất vui vẻ, cả nhà chẳng có tâm niệm bi thương gì cả. Đến lúc kêu ra lại, pháp sư kêu đến đây, các vị ra lại một cái đi. Người nhà nói dạ, mau mau đi ra lại. Lại xong vừa trở vô để ngồi ngay vào bàn đánh bài tiếp, thiệt chẳng ra giống gì. Người hiện nay chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả, chẳng hiểu chân tướng sự thật, vô cùng đáng thương. Đúng như trong kinh Phật gọi họ là những người đáng thương xót. Chúng ta phải thể hội ý nghĩa của câu này. Đã hết giờ, chúng ta giảng đến đây thôi. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Love.